Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Đến hẹn lại lên thì vẫn là con app đổi thưởng BigBoss. Ở trong video này thì tôi sẽ chuyển sang tôi chơi con game Baccarat. Và với cái số vốn 10 triệu hôm nay thì hy vọng vào đây là chơi kiếm lấy độ giam ba củ thôi. Để xem là hôm nay vận may cũng như là cái vận hạn nó thế nào nhé. Thử phát bệt nhà con xem sao. Đang thấy cái cầu bệt nhà con khá là dài. Ôi, vào cái toang ngay. Hôm nay là khả năng là hơi đen. Vào cái đoạn toang ngay rồi. Cũng hy vọng là giật lại một hai tay xem sao anh em ạ. Là mẹ củ rưỡi đi. Hai củ luôn, tay trước mất 5 lít rồi. Cái tình trạng này thì nó vẫn còn bệt thôi. 6 nhà con sau lại đi 2 nhà cái, 4 nhà con. Rồi thì mẹ lại đừng bảo là 88 mày này ra cái 4 nữa đi. Ok đấy, con này thì bánh mẹ nhà còn 5 lít, bánh mẹ hết cái số lãi luôn. Rồi để 5 lít nữa cho nó tự tin anh em ạ. Ui giời ơi, giống nhau thế nhỉ, bịt mẹ mày. Thế sao thằng này không bốc mẹ con nữa đi nhỉ? Theo được. Thôi, bịt mẹ nó làm chuyển sang bánh nhà cái thôi. Bốc mẹ một củ vào đây. Nói chung là chơi này thì nó cũng cần phải đỏ và may mắn nữa đấy anh em ạ. Chứ mẹ cái lối chơi của mình nhiều khi là chúng nó không biết làm nào một lần đâu. Đấy, thấy chưa? Thôi, chơi mẹ bệt bên nhà cái, đúng không? Cứ cược mẹ đi. Ok, thì link tải và link nhóm nhận lộc thì mình có để dưới phần mô tả nhé. Anh em nào muốn tải về chơi, trải nghiệm cũng như là thử thách vận may thì cứ tải về chơi thôi. Hy vọng con này vẫn bệt nhà cái, cầu nhà cái bệt dài dài một tí đi. Gỡ lấy vài tay. Mẹ nó lại đi cầu 4 rồi. Toàn rồi lại cầu 4 rồi. Thế vừa lại tưởng được tí những con ngon cái đéo nào lại chuyển cầu. Rồi, con mẹ ơi. Tài này được chốt và mẹ nó lại nghỉ luôn. Chả kiếm được răm 3 triệu thì kiếm được răm 300 đúng không? Cứ có lãi là vui rồi. Ô boy. Ôi, có địt mẹ nhỉ. Thế sao bên này thôi mẹ đi lại bốc cái nữa nhỉ. Tự tin đánh quả cầu 1-1. Chốt lãi quả cầu 1-1 lên thế này anh em ạ. Ôi giời, ôi đời. Thịt con bà nhà nó. Từ lâu nào mà sao này đen thế. Thịt mẹ bánh đéo nào thua. Bánh đầu thua đấy. Thịt mẹ mày phát này thua nó đéo chơi luôn. Lên đi, thịt mẹ ra nhà con thế này chỗ nào. Ôi thôi, hôm nay tạm dừng cuộc chơi đây thôi anh em ạ. Hẹn anh em ở những video lần sau nhé.